được hai đôi ủng siêu đẹp. Siêu đẹp. Đây. Và lấy bưu phẩm chắc không được. Đang lên đông nha mọi người. Trời đang mưa nữa. Đi xa lắm. Đi lấy bưu phẩm về nha mọi người. Trên núi là thế này đó. Ôi quên mất, mình không biết là mình khóa cái gì. Cái cây. Sinh nhật cây đó. Cái này bị cái cây này chặn đường rồi. Trời đang mưa nha. Đây kia kìa, cảnh đẹp lắm đó. Được rồi, đi. Lại đi thôi. Tí cho mọi người xem một đoạn rất hay. Có trâu chặn đường rồi mọi người ạ. Mọi người ơi, chuẩn bị được chơi trò chơi đẹp lắm. Hay lắm. Chắc phải cởi hết quần áo ra mới được. Mới ra được bên kia nhỉ? Cởi hết ra thôi. Thế này thì không đi được mất. Mọi người ơi, chuẩn bị dắt xe thôi. Đây. Đứa em gái nó đang cởi cái áo này không một tí qua đường. Đất nó bay lên bẩn hết. Túi xanh bẩn hết. Cái tóc thì xù xuống hết rồi. Quay đoạn này xem nhỉ. Dắt nha mọi người ơi. Điện.
này là phải dắt nha mọi người. Bình tĩnh nha, từ từ nha. Ôi dồi ôi. Có quay thấy đâu, tôi ở xa xa tôi còn phải giữ cái xe đó. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ. Ôi, từ từ. Kẹp rồi kìa mọi người ơi. Mọi người ơi, bị kẹp rồi. Lên nha. Lên đi. Từ từ từ. Mọi người ơi, bây giờ lên chỗ này nhá. Mọi người đợi mình lấy xe lên rồi mình quay cho mọi người xem tiếp nhá. Mình vừa cùng em này đẩy xong nhá. Trời ơi, đường nhìn này. Đây, người dưới không dám qua đây nữa. Không dám qua trên này nữa, người ta qua dưới này. Dưới này hình như là không biết có đường không nữa. Nguy hiểm quá. Trên kia có nhưng mà nó dốc hay là dốc, có phải đường xe đâu, đường bộ. Cho mọi người xem cái chỗ này nhá. Đây, chị xe dừng đây này. Dắt thôi, bây giờ dắt thôi. Bây giờ chắc không nổ nữa. Hay là nổ. Đây này mọi người ơi. Lầy lội lắm. Được rồi, đi thôi. Dắt của mình thôi, tí đi về thôi. Bên trên thôi, bên trên được. Thế thì dắt xuống dưới này đi. Được không? Thế thì chỗ này đi. Có cần quay không? Quay, quay thấy xe xuống là được. Bình tĩnh nha. Lầy lội quá trời luôn. Từ 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 nha, không được chờ đấy. Từ từ, đợi mình cất điện thoại. Bây giờ là lên chỗ này nha mọi người. Đợi mình cho xe lên đã nhá. Lên được chỗ này mọi người ạ. Đây, bây giờ là sang bên này nhá. Phải dắt thôi mọi người, đoạn này khó quá. Không thể nào mà đi nổi luôn. Thế mà họ vẫn dám đi, mình sợ thật đấy. Lo là có bưu phẩm cho nên là mình mới lầy lội đi thôi mọi người ạ. Không thì mình thật sự là không dám đi, ngại đi lắm luôn. Là đi lên trên này này, trên này này, dắt trên này đi, dắt lên trên này nha mọi người ơi. Lên được không? Mình dắt đẩy lên là được. Mệt quá mọi người ơi, nhìn đây này, đây này. Đây, chị mình đây. Mệt quá. Thở không nổi rồi mọi người ạ.
Mệt quá mọi người ơi. Mệt lắm. Thở hồng hộc lên. Đường tóc này thì con trai họ đi vẫn rất là ok nhưng mà mình đi mình đi sức yếu hơn cho nên là mình đi phải nói. Mọi người ơi, do là có bưu phẩm cho nên là mới lầy lội để đi đấy. Không thì mình thả ở nhà thôi. Thật sự là không dám đi luôn, sợ lắm. Kiểu này thì lười dắt, sợ dắt xe lắm mọi người ạ. Bên này thì chả cắt làm hỏng dây điện. Đây, đường dưới này này mọi người. Giờ đi về thôi, mệt quá. Về già rồi nghỉ sao, sợ mưa, trời mưa to sợ lắm. Các em lúc nãy mình đẩy xe kia là chẳng, lúc nãy chẳng về đây rồi à? Tự dưng lại đi bên kia làm gì? Trời mưa to quá, cởi hết quần áo mưa. Thôi thì kệ, về một lúc cũng đến nhà rồi nhỉ. Ủng dính đất đây mọi người ạ. Giấm còn không chắc rồi này, trơn quá, toàn đất bạc. Ngày mai làm sao đi học đây ta? Sợ cái đoạn này ngày mai mà còn mưa nữa thì thôi rồi. Bây giờ còn mưa nữa là gì? Mai nếu mà sáng tảnh thì chắc xuống thôi nhỉ. Đây lại mưa ướt hết cả đây rồi. Vác mấy tấm gỗ xuống mà đi. Vác mấy tấm gỗ xuống. Thank you.
mọi người ơi, không biết là ngày mai mình có đi học được không nữa. Hết dịch rồi, nhưng mà trời thì mưa. Cầm điện thoại chắc chắc nha mọi người, không sợ lắm đó. Chỗ của mình nó mưa nhiều hơn đó mọi người ạ. Mấy chỗ khác nó mưa ít hơn. Cái chỗ dưới này đi được không? Không đi được, cho mình xuống. Đi được không? Trơn đấy. Đi từ. Mình ngồi không chắc đâu. Chị mình lái thì còn đỡ nha mọi người. Ui, con gì trên kia thế? Có đâu, mình tưởng người ta câu được xong người ta ở người ta bắt được không, người ta để lên đây nhá. Đây là làng của mình nhá, người ta đang làm ruộng rồi. Chân đấy, phải cúi này. Mọi người ạ, Mị thì chỉ mong đường nó tốt thôi mọi người ơi, không là trời mưa là lại khổ lắm, cứ phải ráp thôi à. Như có người họ đi quen họ không sợ, nhưng mà như mình là con gái nữa thì đi sợ lắm mọi người ạ. Sắp
đến nhà rồi. Nhưng mà cũng mệt hết rồi mọi người ạ. Nhà của Mỹ ở trên này này. Mình phải xuống nha mọi người, đi không được đâu, chân lắm á. Nhưng mà hình như quay lộn rồi mọi người ạ. Cuối cùng cũng đến nhà rồi mọi người ơi. Mệt quá, đi cửa đối nha. Bye bye mọi người. Ở những cái video tiếp theo nha. 4 cái rồi, tưởng 5 cái. Cái gì đây? Cái tờ này là cái gì? Đó phải kẹo đâu. Ốp mà. Không phải kẹo đâu. Ốp. Trời ạ. À.